bảo bằng 500 nghìn, hôm nay lên 500 nghìn, 500 mấy gì đó quá. À rồi. Khoảng gì 9 triệu. Ừ. Hay chưa? Mua xe được 50 triệu tiền thuê lớp rồi. Làm gì? Có đến không chị Nhung? Không đúng không? Điền là hơn đi chạy đến. Có mấy chục đô thôi. Mọi người mới nói thế. Đúng rồi. Mua cái này Nhung. Đó. Em đang sợ không vừa. Đấy, không vừa. Anh Chiến quay thử thử lái xem vừa đây không nào. Lái xem nào. Ờ, nó phải lái như này. Đấy. Lái đi chú chị đấy. Đâu, tao cảm giác là tao cũng biết cầm vô lăng rồi. Mô tô rồi. Cái này đúng là vùng về. Cô bảo A kia giấy của bé à? Ê, lau đi. Dung. Vâng. Vâng, em mang giấy không chứ? Lau này. Thế là hai màu luôn này. Thế dễ quá. Bè bè em phát. Tạ. Anh mang bè bè. Từ xé hấp danh. Tôi biết. Không. Đọc là vụ nào. Mọi người dùng qua cái hộp giấy như mới mua này. Cất tỉ. Ừ, nhiều đấy. Cất nhanh như nhung cái. Em lại rút nhiều đấy. Nó nói à? Nó đi cùng ngộ luôn à? Đúng không? Đúng rồi đấy. Nhưng mà nó đi cùng ngộ với cái này đúng không? Dạ vâng. Chủ vậy. Mua mình phải mua rồi. 801 chỗ đấy. Gì cái vô lăng, cái bọc vô lăng đấy? Không. Cái hộp giấy. Cái hộp cả hai cái. Cái hộp giấy nữa. Vâng. 801 đó. Vâng. Ra thả đi ra để không? Ra để cái đồ đấy đó. Ừ. Làm gì có tiền mà mua đồ xịn đúng không? Mọi người cứ bảo là các mình giàu lắm nhưng thật ra thì không, nghèo lắm. Không phải rồi. Cái phụ kiện này giá luôn rồi. Phụ kiện đồ Trung Quốc hết mà. Ừ, còn đồ độ mới là đồ khác. Vừa ăn, vừa ăn. Nên đây này không ăn à? Dạ còn đang quay về đâu. Xấu hổ gì? Xấu hổ. Chấm cái không ngon. À nhá, tí chịu cái kiểu này nhá. Chấm không ngon. Đâu mà? Anh chị hôm nay về muộn này. Sống nay trên mai cố ngon này. Chắc gì là sống đến mai để khờ ánh sáng đúng không? Vớ vẩn nói anh ta anh tình. Không linh tinh đâu, thật đấy. Bẩn nha. Biết là như thế rồi nhưng mà mình có vẻ nói rằng nó tránh đi chứ. Không, mình phải sống theo tiêu chí là như thế. Là như thế à? Ừ. Nó là như thế mà. Lâu đến tối quá. Mai giờ tối. Nó phố lên đèn thì chắc là được ấy. Lên đèn là đi quẹo. Ừ. Còn mỗi hai cái này là. Đúng cảnh mấy gì? Ngồi hả? Mấy đúng cảnh của nhau ô tô mấy câu mấy câu thoại rồi đúng không? 6 hay 7 câu thoại gì đấy. Ừ. Ngon lắm đúng không? Nước chấm này lại bậy rồi. Không ngon lắm. Lại còn đắt nữa chứ. Lại còn ngon lắm. Ngon lắm. Nghĩa vừa Giang Quỳnh. Ừ. Nói chanh chanh này mà không ngon lắm. Ui dồi. Ây à. Em đi xe hiểu. Không ngủ dưới trước. May có Hà Hoàng răng khỏe cắn lên cho Nhung ăn. Thế là em ấy định đổi xe. Được. Hả? Hả? Đổi xe ấy à? Thôi em lại em đổi. Bây giờ đổi luôn bây giờ được. Chưa đầy một tháng là trong một tháng đổi được đúng không nhỉ? Thôi em mua vô ấy, em mua góp nữa. Son. Nó có lì không? Son lì ấy, không phải son lì à? Tức là nó tẩy bằng nước nó hết đâu. Ờ. Về đi. Cởi về đông vấn về đi. À... Đây à. Nó hoang cảnh năm này. Hả? À. Nhưng mà nợ cái đất tả... Không, có phải đất tả không nhỉ? Nhưng mà xấu quá. Đâu, kính em đâu rồi? Hả? Hoang mà tự trang điểm thì đúng đẳng cấp luôn mọi người ạ. À. Đã xem luôn mà. Thương em thì anh cũng đã thương hết lòng rồi. Em có trân trọng không? Ờ, chưa đây, chưa đây. Một bên à?
mới nói rồi. Bản ra hai tay mà nhấc cầm lên. Ôi dồi ôi, mấy năm không ngồi tay lái kém hẳn ấy. Đi đứng kiểu gì ấy, đâm bố lên ngọn cây rồi. Lại đây. Ôi dồi ôi, ôi là ôi dồi thật rồi. Ôi dồi ôi, ôi dồi đầu tiên đi. Đúng là ôi dồi thật rồi. Thật thật anh ơi. Được chưa? Máy chạy chơi. Ôi dồi ôi, đúng là ôi dồi ôi thật rồi. Mấy năm không ngồi tay lái kém hẳn ấy. Đi đứng kiểu gì ấy, đâm bay bố lên ngọn cây rồi. Rồi. Con này có 4 cái liền. Này nó bịt tất 4 lại đúng không? Ừ. Thì đấy cái chỗ này hở là để nó thổi này thì chắc là cái này là bật thêm gì đấy là thề. Đây nó có dàn mát nữa đây. Khả năng bật thêm ấy. Đây dàn mát nữa đây thì đây, đây có một dàn thôi, bình thường của anh Hiếu một dàn ở giữa này thôi này. Đây lại thêm một dàn nữa thì chắc là làm mát thêm ở đâu đấy nữa. Đây nhìn này này. Có xe như này, có xe toàn như này. Mày nhìn rồi à? Đấy, nhìn rồi, đa số là toàn khu đấy. Đúng không? Nó hở ra để làm mát cái này chứ còn gì nữa, đúng không? Khả năng đấy. Chả hở thì khả năng nữa. Trời. Chuyện một tình yêu anh đông lạc. Ngồi bên bãi giác bơi nhôm đông. Lòng anh thầm yêu cô đông lạc. Cô ấy cũng yêu vai đồng lạc quá. Nếu tìm được cái đấy open ground. Nếu tìm được cái đấy. Mệt quá. Giờ là tiền ngoài vào là được cái máy gì nào chạy chơi. Mày gọi tao ra đây có việc gì đấy? Tao vẫn chưa tra cứu cho mày cái tự buổi sáng nào. Tao biết rồi, nhưng mà thằng Long Tổ nó bảo tao với mày ra đây đối với bọn chó trên. Được rồi, vào đi, vào đi, tao sắp không chặn nó, vào đi. À được rồi. Thế nhưng mà mày có bao tao nước không anh? Được rồi, uống thì cứ gọi đi. Nhưng mà đánh cho tử tế rồi đấy. Để thua bọn sóng trên á, Long Tổ nó phàng rồi đấy. Nó ngồi tầm trên đi à? Ui giời ơi, tao đẳng cấp mà, đúng không? Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Anh ơi, cho em chai sập tinh nhá. Vào đây, vào đây. Không coi xong rồi, vào đây. Rồi, cắt đi. Đấy, vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây.